Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Church News. Kính thưa quý vị và anh chị em, một biến cố đau lòng đã xảy ra đối với giáo hội của chúng ta. Đó là thị trưởng Tây Ban Nha đã gỡ cây thánh giá của tu viện. Và còn tệ hơn nữa, đó là sau khi gỡ cây thánh giá đã ném vào bãi rác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội của chúng ta. Kính thưa quý vị và anh chị em, thị trưởng của một thị trấn nhỏ ở miền Nam Tây Ban Nha đã cưỡng bức dỡ bỏ một cây thánh giá khỏi cửa của một tu viện. Cây thánh giá sau đó đã được tìm thấy ở một bãi rác. Sự kiện này đã xảy ra tại một thị trấn ở miền Nam Tây Ban Nha. Cây thánh giá đó đã đặt ở lối vào của nhà thờ thuộc tu viện kề với dòng Carmelo Nhạc Phép và đã ở đó từ năm 1939. Nó được dựng lên để tôn vinh các nạn nhân trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Mặc dù tấm bảng ghi nhận điều này đã bị dỡ bỏ từ lâu. Kính thưa quý vị, thị trưởng của thị trấn thuộc đảng Cộng sản đã dỡ bỏ cây thánh giá vào hôm thứ Tư. Mặc dù thực tế cây thánh giá nằm trong một phần của tu viện đã được tuyên bố là di tích lịch sử quốc gia vào năm 1983. Việc chỉ định này có nghĩa là phần bên ngoài của tu viện không thể được sửa đổi. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau biến cố đó, nữ tu bề trên dòng Carmelo Nhạc Phép nói với tờ ABC của Tây Ban Nha rằng: "Chúng tôi rất thất vọng và rất đau lòng trước sự sỉ nhục của Thiên Chúa chúng ta vì sự xúc phạm đối với dấu hiệu thánh giá của chúng ta là thánh giá. Tất cả những gì chúng ta đã trải qua là bằng chứng cho thấy sự vô ơn của con cái Thiên Chúa là những kẻ đã đáp lại ân sủng của Người theo cách này, trong khi Thiên Chúa lấp đầy chúng ta với niềm vui và tình yêu mỗi ngày." Kính thưa quý vị và anh chị em, Flores đã đưa ra quyết định đơn phương loại bỏ cây thánh giá mà không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý di sản văn hóa của Tây Ban Nha. Vì lý do này, Hiệp hội Luật sư Kitô giáo Tây Ban Nha đã đệ đơn khiếu nại thị trưởng lên tòa án tối cao Córdoba. Trong tổng số 50 triệu dân Tây Ban Nha, 70% là người Công giáo, 11% là người vô thần. Như thế, tỷ lệ người vô thần tại Ban Nha thuộc loại cao nhất trong các nước Âu Châu. Tuy nhiên, nói thế cũng chưa đủ. Những người vô thần tại Tây Ban Nha khác với những người vô thần ở các quốc gia khác là họ không có khuynh hướng sống chung hòa bình, nhưng quyết liệt ăn thua đủ. Nói theo kiểu cộng sản, họ quyết liệt muốn giải quyết vấn đề ai thắng ai. Đó là bối cảnh dẫn đến cuộc nội chiến Tây Ban Nha kéo dài từ ngày 17 tháng 7 năm 1936 đến ngày 1 tháng 4 năm 1939. Trong cái cuộc cải chiến này, 13 giám mục, 4.172 linh mục triều và các chủng sinh, 2.364 linh mục dòng và các tu sĩ nam nữ với 283 nữ tu đã bị mặt trận bình dân sát hại. Kính thưa quý vị và anh chị em, một con số quá khủng khiếp. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong 233 vị tử đạo tại Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã tôn phong 498 vị. Cho đến nay, Đức Thánh cha Francisco đã tôn phong cho 525 vị tử đạo tại Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị và anh chị em, một nước Tây Ban Nha với những biến cố như quý vị và anh chị em vừa xem, thật quá đau lòng. Cây thánh giá bây giờ là người ta đã gỡ bỏ, đem bỏ ở ngoài bãi rác. Điều này chứng tỏ rằng họ đã thách đố với những người tin theo Thiên Chúa. Họ đã thách đố Thiên Chúa vì những gì mà họ đang làm. Một vài thông tin Quang Hải muốn gửi đến quý vị và anh chị em để quý vị và anh chị em chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho giáo hội của chúng ta. Những tin mà Quang Hải đưa có vẻ mọi người nghe có vẻ là tin xấu, nhưng thật sự đó là tin để chúng ta
biết thêm tình hình Công giáo của nước ta không chỉ ở Việt Nam mà xảy ra những nơi trên thế giới để chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho giáo hội của chúng ta, cầu nguyện cho những người anh em của chúng ta, cầu nguyện cho không chỉ riêng đối với những người theo đạo mà cả những người vô thần nữa. Quang Hải chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp.